Thứ nhất là Trần Duy Khánh 300 ngàn, Lê Thúy Kiều 200 đô ở Canada, đổi ra Canada là 3.460.000, Lê Thị Đỗ Đỗ Hồng Hồng Cúc. Cúc 500 ngàn, giấu tên ở ấp Châu Giang, xã Châu Phong, Tân Châu, An Giang, 1.500.000 đồng. Kế tiếp là Diễm Thúy thành phố Hồ Chí Minh 5 triệu, Trương Công Cử Cử thành phố Hồ Chí Minh 25 triệu 25 hả? triệu, 25 triệu. 25 triệu, Vũ Thanh Dũng Dũng 18 18 triệu. triệu, anh Dương Linh Thủ Đức Thủ Đức là 1 triệu. Tạm ngừng hát chút xíu để mình quay phim chút xíu ha. Bây giờ ngừng chút xíu à, ngừng 5 phút à. Nè, rồi vô 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 đi. Đứng đây quay đi. Đây. Tạm ngừng từng chút xíu thôi. Rồi. Vô đây vô đây. Vô anh Dũng. Vô đây anh Dũng ơi. Ngừng chút xíu đi. Bên này cái cả mình. Rồi vô. Rồi chưa? Rồi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính đến ông Ngô Thanh Dũng, đại diện ủy viên thường trực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thị xã Tịnh Biên. Kính đến ông Quỳnh Linh Hải, đại diện chủ tịch hội khuyến học của xã An Phú, quận An Phú. Thưa đến cô Năm, Nhất Nương cũng như Dương Năm, đại diện cho các nhà mạnh thường quân. Thưa anh Vui cũng đại diện cho đoàn bác sĩ. Kính đến toàn thể các anh chị dược y bác sĩ trong cái đoàn thiện nguyện của chúng ta hôm nay. Thì hôm nay cũng vào ngày 25 tháng Chạp niên Quý Mão, thì cũng không còn mấy ngày nữa thì chúng ta chuẩn bị đón một cái mùa xuân năm mới Giáp Thìn 2024. Và trong những ngày qua thì cô Năm Nhất Nương đại diện cho các nhà mạnh thường quân liên tục cấp phát quà cho bà con ở Tịnh Biên, ở Chi Tôn và ở nhiều cái nơi vùng sâu vùng xa khác. Và hôm nay tiếp tục chương trình thì đoàn của cô Năm kết hợp với đoàn của bác sĩ Vui khám bệnh và phát quà. Là ở đây hôm nay cô Năm đại diện là phát 100 phần quà gồm có gạo, mì và nhu yếu phẩm. Và đây thì để chuẩn bị cho cái chương trình khám bệnh và phát quà, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu cô Năm Nhất Nương đại diện mặt trận quân sẽ có vài lời phát biểu cảm nghĩ nhân buổi phát quà hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô. A Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Thì buổi phát quà hôm nay là ngày vào ngày 25 tháng 12 âm lịch, là cũng còn trong cái năm cũ là ngày 2023. Thì mấy hôm dài đó là cô đi phát là cắt thôi rồi. Dạ. Hôm nay thì cô mới trở ra đây là cái xã An Cư. An Cư. Là phát 100 phần. Thì cô cũng cảm ơn các mạnh quân đã ủng hộ cho cô. Thì bây giờ cô cũng vẫn còn tiếp tục là phát tới là khoảng 27-28. Dạ. An Phú 5. Dạ. Rồi Núi Voi còn 4-5 điểm nữa. Dạ. Thì hôm nay đó rồi Núi Dài Năm Giếng. Dạ. Còn cũng rất là nhiều chỗ. Thì hôm nay đến đây thì cô cũng phát đi 100 quà cùng với bác sĩ khám bệnh cho bà con. Rồi cùng hợp tác để cô phát quà cho bà con. Thì hôm nay cô cũng kính chúc cho mình hùng quân cô được ăn ăn thịnh vượng đi. Bây giờ mình gấp rút quá mình. Vâng, thưa quý vị, vừa qua thì cô Năm cũng đại diện cho các mạnh thường quân cũng đã hết sức là vui vẻ để rồi mặc dù là lớn tuổi nhưng mà luôn lúc nào cũng đồng hành với Thanh Hòa và các liên hệ các ban ngành đoàn thể để phát quà cho bà con ở mọi lúc mọi nơi, nhất là vùng sâu vùng xa trong cái vùng dân tộc Khmer rất là đông trong cái địa bàn của An Cư. Và hôm nay thì báo cáo với quý vị mình là chương trình của chúng tôi tổ chức hợp tác với đoàn của y bác sĩ khám và chữa bệnh là phát hết luôn là 300 phần quà khám bệnh, rồi là phát thuốc, rồi phát quà luôn, là thống nhất hết luôn là 300 phần quà kết hợp với đoàn sinh viên đại học của Cần Thơ, và thống nhất là 300 phần quà và 300 bệnh nhân. Và giờ đây để tiếp tục theo cái chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu ông Ngô Thanh Dũng, ủy viên thường trực mặt trận của thị xã Tịnh Biên sẽ có vài lời phát biểu đại diện tri ân các mạnh thường quân. Xin mời ông. Kính thưa cô Năm, kính thưa chư quân thanh bà, kính thưa cái đội bác sĩ đã đến đây khám bệnh và cấp phát thuốc rồi đó là cấp quà. Thì xin thay mặt cho ban thường trực và ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Tịnh Biên xin tri ân tấm lòng hảo tâm của quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước, đặc biệt là cô Năm, Nhất Nương và sư quân Thanh Hòa
đó cũng là cái kết điểm kết nối để cho chúng tôi tiếp cận được cái nguồn để hỗ trợ cho bà con vui xuân đón Tết. Xin thay mặt cho ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Tịnh Biên xin chân thành cảm ơn, thay mặt cho nhân dân của xã An Cư cảm ơn các mạnh thường quân cô Năm và sư quân Thanh Hòa, và chúc là cô Năm Dưỡng Năm và sư quân Thanh Hòa các vị mạnh thường quân được nhiều sức khỏe và hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Con xin chân thành cảm ơn chỗ anh Ngô Thanh Dũng cũng đã đồng hành cùng với Thanh Hòa để cung cấp phát quà cho bà con cho toàn trong cái địa bàn của thị xã Tịnh Biên. Và giờ đây thì diễn biến theo cái chương trình thì do cái thời gian cũng cấp bách, dân bà con dân tộc ở đây cũng rất là đông, số lượng trên 300 người, cho nên giờ đây thì sẽ từng tự lần lượt khám bệnh và phát quà cho bà con. Vậy thì xin trân trọng kính mời cô Năm cũng như anh Dũng sẽ phát quà cho bà con mình tượng trưng ha. Rồi mời mời vô đây một hai người. Cô Năm con dẫn tiếp nha. Đây em đây nhận quà. Quay 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 này nè. Bước 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 quay quay mặt qua, quay mặt qua đây nè. Ở đây rồi. Đây đây đây. Dính. À rồi. Bưng bưng một phần nữa. Trời. Hạ xuống chút cho mẹ. Ừ. Đây. Rồi cô đi đi, cô đi luôn đi. Rồi cô Năm mời bưng bưng lên vài phần nữa đi. Rồi cô. Mẹ bưng đặng tượng trưng đặng với mẹ nè, cái này tượng trưng cho ta. Rồi, rồi chào chị, tên gì quên rồi. Em tên Duyên ạ. À, chị Duyên. Mình ở bên bên nhóm nào anh nhỉ? À, nhóm này của cô Năm. Cô Năm nhất luôn. Mình thì cũng kết hợp, mình là liên kết, đại diện liên kết với Tuấn Dũng rồi đó. Nhịp cầu nhân ái Tuấn Dũng với cô Năm. Dạ. Xíu nữa anh em mình giao lưu sản phẩm nha. Dạ dạ. Rồi vậy đi ha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Đây bà con đến rất là đông. Đứng đâu? Đừng ai chụp thả kìa. Quá dài rồi. À, thưa quý vị, hôm nay phải nói là một cái điều mà Thanh Hòa rất là bất ngờ. Thanh Hòa rất là bất ngờ là một bà cụ người dân tộc Khmer trong cái địa bàn của xã An Cư thì khám và chữa bệnh và nhận quà luôn. Bà năm nay bật mí là 99 tuổi, còn một năm nữa là 100. Mở thời gian là quá đẹp luôn quý vị. 99 tuổi. Quá tuyệt vời ha. 99 tuổi hả? Trời ơi, 99 tuổi mà còn đẹp tới ghê luôn. Rồi. Thôi mời mời bà cụ mình. Để bà cụ đi ra phụ tiếp ha. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiều nhiều bà cụ tiếp chị. Cái phiếu nãy ai lấy rồi? Hả? Có lấy rồi. Lấy được rồi. Rồi. Quay 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 mặt qua. Năm. Quay mặt qua đây. Rồi. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật.
rồi đi luôn. Bà cụ 90 tuổi thế rồi đi à, mới bước ra nè, chuẩn bị tránh luôn. Kìa nhiều quá kìa, nhiều quá kìa, có ngoài cổng rồi đó, có nghe nè. Dạ đúng rồi, qua đây 10 phần qua đây đi cho cái nhóm bên mà. Rồi ổn rồi đó. Con về rất là đông nha quý vị, mấy trăm người, 400-500 người gì đó vừa khám bệnh nè, phát thuốc miễn phí, xong rồi còn một những quà nữa và con rồi những quà gạo này mấy tôm rồi một mặt kêu đi kêu đi. Giờ đoàn cũng sắp xong, ở đây đông quá nên cũng phát mấy chỗ là ở đây còn đông rất là lâu quý vị, nên bây giờ cũng chuẩn bị đi qua bên chỗ xã An Nông phát tiếp bên kia nghe quý vị. Có gì con Duy Cầm kính mời ông bà cô chú chị các bạn cùng theo dõi và theo bước chân đi đến xã An Nông để quay tiếp nha quý vị. Dạ mô Phật. Hiện tại thì đoàn đang đến điểm thứ hai nghe quý vị. Đang đến chỗ này. Dạ thì kính thưa ông bà cô chú chị các bạn, hiện tại thì Dương Cầm cùng với đoàn cô Năm Nhất Nương đã tới ở nơi phát những phát quà thứ hai. Đây là xã An Nông nha quý vị. Tới đây thì mình cùng theo dõi tiếp nha. Thì lời nói đầu tiên Dương Cầm kính chúc
quý vị bà con cô bác, các mạnh thường quân, năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự bình an, làm ăn phát tài phát lộc và có nhiều tình tài để giúp đỡ cho nhiều bà con nghèo nữa ha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Dương Cầm cùng với anh Phú 68 ha. Dạ, năm mới Di Đà Phật. Hiện tại đang tung mì với gạo xuống quý vị. Đi Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban ngành đoàn thể, kính đến cô Dương Năm đại diện Mạnh Thường Quân, kính đến toàn thể quý vị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, thưa toàn thể tất cả quý bà con cô bác có mặt kính mến. Thưa quý vị, thì hôm nay cũng vào ngày 25 tháng Chạp niên Quý Mão, thì cũng còn có 5 ngày nữa thì chúng ta sẽ đón một cái mùa xuân mới Giáp Thìn 2024. Thì thưa với tất cả quý vị, năm nay phải nói là một cái niềm vui mừng rất là bất ngờ đến với bà con nhân dân. Mặc dù là cuộc sống kinh tế của bà con trong và ngoài nước rất là khó khăn, ảnh hưởng rất là nghiêm trọng từ khi mùa dịch bệnh Covid-19 mãi cho tới bây giờ. Kinh tế làm ăn rất là thất bát, thậm chí mà Thanh Hòa luôn quan sát để được nắm bắt cái thông tin đó, là thứ nhất là công nhân thất nghiệp trầm trọng 70-80% công nhân. Thứ hai là chợ búa là coi như là bán ế ẩm, vắng vẻ quý vị. Thậm chí có một số chợ là đóng cửa luôn. Rồi thêm một cái vấn đề nữa là hiện nay là cũng ngày 25 rồi mà bông hoa hầu như là bán ế luôn anh Dũng. Thì năm nay phải nói là dân tình rất là khó khăn. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái mùa dịp Tết đến xuân về này thì bà con dùng sâu dùng xa, đặc biệt là cái vùng kinh vĩnh tế giáp với biên giới Campuchia, thì bà con lại càng khó khăn hơn. Cho nên chính vì vậy mà hôm nay mới có được những cái phần quà yêu thương này về tham dự trong cái buổi phát quà này. Thì chúng tôi xin được hân hoan chào mừng và trân trọng kính giới thiệu qua các vị có mặt như sau. Thứ nhất, xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Thanh Dũng, ủy viên thường trực mặt trận của thị xã Tịnh Biên. Quý vị cho chào phát tay. Xin về phía của địa phương thì xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Yến Nhi, phó chủ tịch mặt trận của xã An Nông, cùng các ban ngành đoàn thể. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Quỳnh Linh Hải, đại diện chủ tịch hội khuyến học của xã An Phú, chúng ta quan ninh phường An Phú. Và về phía đoàn, xin trân trọng kính giới thiệu cô Dượng Năm, cô Năm Nhất Nương, đại diện cho các nhà mạnh thường quân, chúng ta quan ninh. Và đặc biệt hơn nữa là có hai ông bạn Dương Cầm 68 và Phú An Giang để rồi đồng hành liên tục cùng với cô Năm suốt trong cái chặng đường thiện nguyện từ thiện. Và hơn 50 vị bà con mình có mặt đầy đủ trong buổi nhận quà hôm nay, chúng ta hoan nghênh chung khích lệ một mùa xuân. Thưa quý vị, thì thực hiện theo cái tinh thần của đất nước Việt Nam ta là nhiều điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng, hay là một nắm khi đói bằng một gói khi no, của ti tơ tóc mà nghĩa sâu nghìn vàng. Và nhất là Đức Thầy cho biết là hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, hay là việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước để rõ lòng hiền nhân. Thì chính vì cái tinh thần mà hiệp nhau làm phước này cho nên những mạnh thường quân trong và ngoài nước đã liên tục trong suốt thời gian qua, và nhất là trong cái thời gian hiện tại như cái dịp Tết đến xuân về này, thì các vị mạnh thường quân đã liên kết đồng hành cùng với cô Năm, không những một năm cắt nhà phát quà là phát củ bạc hà phóng xanh, mà lại là năm nay cuối năm mà mạnh thường quân ủng hộ rất là mạnh, rất là mạnh là trên 700 phần quà để dành cho cô Năm phát cho bà con trong cái địa bàn của Tịnh Biên, Tri Tôn và một số nơi vùng sâu vùng xa khác. Thôi thì giờ đây để diễn tiến theo cái chương trình cấp phát quà này, thì chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu cô Năm Nhất Nương đại diện mạnh thường quân sẽ có vài lời phát biểu và sau đó báo cáo kết quả tịnh tài. Bởi vì vừa rồi thì đã phát 100 phần quà liên kết dùng cùng với đoàn của y bác sĩ khám và chữa bệnh 300 suất tại nơi cái địa bàn của xã An Cư vừa xong. Do cái thời gian cấp bách và ồn ào cho nên cũng không có báo cáo rõ, cho nên mong rằng bà con mình cũng chờ đợi thêm ít phút, theo quý vị mình thông cảm nha. Quan hệ cho chàng hóa tay, mời cô Năm có vài lời phát biểu, xin trân trọng kính mời. Nam Mô Di Đà Phật.
Thì hôm nay là vào ngày 25 tháng Chạp năm 2023, thì cô cũng là phát từ ngày gầm, từ bắt đầu ngày gầm là cô phát dẫn tới hôm nay. Thì hôm nay đằng xã cư đắng là 100 phần, mà lý do là bị quá đông nên không có đọc. Bây giờ cô cũng xin là báo cáo với Mạnh Thường Quân trong nước trong ngoài nước. Thì hôm nay cô phát ở đây, rồi buổi chiều qua là núi Voi, rồi ngày 29 thì cô còn phát hai điểm nữa, thì mới xong cái phần 700 phần quà này mới kết thúc. Thì hôm nay là cô cũng đọc, tại vì mỗi một cái xã đó thì quay một cái list. Nếu mà mình không có đọc á thì bà con coi cái này không thấy, không thấy danh sách của mình, nên là mỗi xã là cô phải đọc lên để cho bà con Mạnh Thường Quân biết được cái số tiền gửi cho mình, mình làm cũng đúng người đúng việc. Thì nếu không đọc thì cô Năm phải bù tiền. Bù tiền, đúng rồi. Nên là cô cũng là rất cảm ơn các Mạnh Thường Quân. Hôm nay, năm nay á, làm ăn cũng rất là khó khăn. Mà vì các Mạnh Thường Quân có tấm lòng thương yêu đất nước Việt Nam của mình. Đi từ phương xa mà vẫn nhớ quê hương của mình, cũng gửi cái tịnh tài về cho cô để cô làm dân việc thiện. Đây là cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân. Chứ nói chung năm nay làm ăn cũng đâu cũng khó khăn, trong nước mình cũng khó, ngoài nước cũng khó. Tại vì cô là Mạnh Thường Quân nhiều nước lắm, cũng kể về ở ngoài làm cũng rất là khó, là cô tới 18 nước nhưng mà nước nào cũng kể khó khăn lắm. Nước Mỹ bây giờ nước cũng là ngập đó, nước Pháp thì đóng là cũng ngập, rồi cái nước Na Uy đó thì nước là nó đóng thành đá không có nước xài luôn. Băng tiết nó đóng mà cái ống nước để mình xài đó là đóng luôn thành đá luôn. Rất là nhiều khó khăn ở các nước, chứ không phải là, nói chung là các nước châu Âu châu Á đều khổ. Nhưng mà hôm nay cô phát, năm nay cô phát quà rất là nhiều hơn năm rồi, tại vì tấm lòng từ bi của mọi người ở phương xa, của tất cả bà con ở phương xa đi xa xứ nhưng vẫn nhớ quê hương mình như chùm khế ngọt đó, nên là cô cũng rất là cảm ơn các Mạnh Thường Quân của cô. Nên là cô cũng rất cảm ơn các Mạnh Thường Quân ở ngoài nước, trong nước đều có ủng hộ cho cô đầy đủ. Cô cất nhà cũng vừa qua đó, trong cái năm này đó, từ đầu năm đến giờ thì kết thúc cũng như là cất được 50 căn nhà trong cái tỉnh An Giang, huyện Thọ Sơn, huyện Tịnh Biên, huyện Chi Tôn, là ra cái ra tỉnh ngoài hai tỉnh nữa. Thì hôm nay cũng như là cuối năm thì cô cũng nói lên cho các Mạnh Thường Quân được biết và những việc làm của cô, để mà các Mạnh Thường Quân có cái tinh thần ủng hộ quan sang năm mới. Cô cũng tiếp tục cắt nhà và phát quà cho bà con, đều nhờ cái này là cũng như nhờ cái Mạnh Thường Quân tin tưởng cô, cũng gửi cho cô làm những việc đây là cô cũng nhờ qua các Mạnh Thường Quân, chứ cô thì không có tiền, cô chỉ ra công thôi đó. Nên là các Mạnh Thường Quân cũng thương cô. Năm tới mình sẽ tiếp tục đồng hành với cô để đi con đường người thiện nguyện. Thì trong cái đường, cái cuộc hành trình của cô làm đó thì có Thanh Hòa, tu sĩ Thanh Hòa là một cái cánh tay của cô, và Phú An Giang với Dương Cầm đồng hành của cô là làm suốt những năm qua. Thì nhờ các YouTube này quay đưa lên thì các Mạnh Thường Quân mới thấy, mới biết những việc làm của mình, mới gửi tiền về cho cô mới làm được, chứ cô đâu có tiền đó. Còn nhờ á là tu sĩ Thanh Hòa ở trong cái địa bàn xác minh nhà nào rất là nghèo khổ thì báo cáo ở nó đó cô, vậy thì cô đi xác minh gửi cùng địa chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương cũng ủng hộ cho cô về tinh thần để làm những việc thiện. Ở thì hôm nay cô có danh sách chưa? Có. Thì cô nói rồi, con đọc em nói đây rồi. Nói đi. Bây giờ cô sẽ đọc những cái danh sách các Mạnh Thường Quân gửi cho cô. Thì cô cũng báo cáo tịnh tài luôn. Bà con mình thông cảm chờ xíu nghe. Đây. Rồi, để con đọc luôn cho nó nhanh đi. Đây, ngày 17 tháng 10 là tháng 10 cái số là nhận cái số tịnh tài tới bây giờ mới báo cáo ha. Và đây là bắt đầu từ Đây. Kết thúc rồi, mình kết thúc ở đây chỗ này, chỗ này. Ngày 24. Đây, ngày 26 tháng 11. Bắt đầu cái này. Là 25. Rồi, thứ nhất, hôm nay là phát quà vào ngày 25 tháng Chạp. Thứ nhất là Trần Dư Khánh 300.000, Lê Thúy Kiều 200 đô ở Canada, đổi ra Canada là 3.460.000, Lê Thị Đỗ Hồng Cúc 500.000, giấu tên ở ấp Châu Giang, xã Châu Phong, Tân Châu, An Giang, 1.500.000 đồng.
Kế tiếp là Diễm Thúy thành phố Hồ Chí Minh 5 triệu, Trương Công Cử thành phố Hồ Chí Minh 25 triệu hả? 25 triệu. 25 triệu. Vũ Thanh Dũng 18 triệu. Anh Dương Linh Thủ Đức là 1 triệu. Gia đình Hoàng Dũng 3 triệu. Giấu tên Lý Bá Ước Doãn 500 ngàn. Nguyễn Thị Đào 1 triệu. Lê Hằng Cần Thơ 1 triệu. Giấu tên cho nắng nghe. Giấu tên là đọc hả? Giấu tên Trần Châu Thị Hoàng Minh đó hả? Cái này là thành phố Hồ Chí Minh 16 triệu một nè. Cái bà chị nè thành phố Hồ Chí Minh là 16 triệu. 16 triệu rồi. Giấu tên Võ Dung ở Mỹ 100 đô là 2.445.000. Mỹ Chi thành phố Hồ Chí Minh 32 triệu. Phương Đông ở Mỹ 4 triệu, cô Liễu Lê ở Mỹ 800 đô, quà người tu 19 triệu hả? Ở ra được hết luôn 19 hả? Như mình phát quà 2 đợt, à, 19 còn phát 2 đợt. Cho hết còn lại 14 triệu 400 ngàn. Cái đợt mình cho 12. Rồi cái này là dưới này đó. Là gì? 4 triệu 800. Là cho mấy ông đồng đạo bữa đó, 12 ông đạo đó. Rồi, cô Nguyễn Thị Thanh 3 triệu, Lưu Thị Thiêu 500, Trần Thị Duy Khánh 200, Nguyễn Thanh Ngân 500, Trần Thị Thanh Loan thành phố Hồ Chí Minh 5 triệu. Phan Thị Bảo 200, cô ở Phú Quốc, giấu tên 200 kg gạo, Đặng Thị Biền Quảng Trị 500.000 đồng, Nguyễn Thị Diễm Phương ở Long Xuyên 500.000. Rồi tới gia đình của người Sốc Pháp khen hả? Sốc khen đó, dạ, ở Pháp đó. Ngàn, Nghiêm Sốc Khen, Nghiêm Khu, Nghiêm San San, Nghiêm Huy, Nghiêm Helena, Nghiêm Damien, Nghiêm Thái Đen, Nghiêm Mila, Châu Ti, Châu Mili Rossi, Châu Malin, Rami Bayan, Rami Lina, Bila Sili. Trời ơi, nói tiếng Pháp thì như gió vậy trời. Tổng gia đình này là 1 gia đình này là 1 triệu 500 ngàn đọc phối miệng luôn. Ở Pháp là ở Pháp cô không? Sóc Khen. Rồi kế tiếp là gia đình của cũng quả. Pháp nữa nghe. Limo Chia năm. Rồi Lim En, Lim Antoine, Lim Didina 500 ngàn. À, để cô nói thêm. Ơi. Gia đình này là của cô Sóc Khen. Pháp danh là Diệu Quả ở Pháp. Đây là cũng đồng Phật tử với nhau. Phật tử với nhau. Rồi kế tiếp sư huynh Minh Lợi và Hồ Thị Minh Nhật 2 triệu ở Pháp luôn ha. Diệu Hương, Diệu Thân, Quân Sừng, cô Phung A Gấu 2 triệu. 2 triệu. Nguyễn Thị đây. Nhung đây thì cũng để cô cũng đọc lên đây để gửi cho cô Diệu Quả ha. Là sư huynh Minh Lợi thì cùng với cô Diệu Quả là ở bên Pháp rồi, cũng đồng chung một cái đội từ thiện bên Pháp rồi. Rồi đó. Rồi tiếp tục là Nguyễn Thị Tuyết Nhung là ở Long An 3 triệu. Sư cô chùa Kim Quy cùng Phật tử 2 triệu. Cô Nga ở Hậu Giang 500. Trương Kim Hoa ở Mỹ 200 đô. Trương Kim Thoa ở Mỹ 200 đô, 4 triệu 800 ngàn đồng. Diễm Thúy ở thành phố Hồ Chí Minh 5 triệu. Lê Ngọc Mai ở thành phố Hồ Chí Minh 3 triệu 200 ngàn. Lê Viết Thanh thành phố Hồ Chí Minh 5 triệu. Ngô Helen ở Úc 15 triệu. Rồi, kế tiếp là Lê Thị Hải, Phan Văn Lập, Trần Danh Hiếu là 1 triệu 500. Thu Nguyễn Cà Mau 1 triệu. Hết, phải không? Còn đây nữa hả? Tiếp. Lê Thí Kiều ở Canada 10 triệu. Hồi hướng cho mẹ Võ Thị Nguyên 84 tuổi. Cô Nick Valo, cô có Nick Valo là TH. TH 1 triệu. Ơi. Trần Vũ Tuấn Vũ chứ Tuấn Vũ ở Tây Ninh 2 triệu. Tổng số tiền là còn nữa, đọc xuống nữa. Còn nữa hả? Bị ta phát sinh thêm phát quà là được ở gì? 600. Bỏ này đi ha. Trần Duy Khánh nữa. Trần Duy Khánh 200 ngàn hả? 200 ngàn. Zalo Phạm Ngọc 1 triệu. Zalo Hồng Trang 50 kg gạo 900 ngàn. Hồi hướng bên ngoại, bên nội, bên vợ, bên chồng. Cô Thu bà Gấu, không, bà Bầu. Trời ơi. Long Xuyên. Bà Bầu. Long Xuyên 500 kg gạo. Hậu Giang quê tôi 500 gà ký gạo. 500 ngàn hả? 500 gạo nè. Thì để 500 ngàn là mua gạo vậy đó hả? Cô Thoa ở Quảng Ninh 500 ngàn mua gạo, vậy cộng lại là cộng qua đây quay tổng kết á. Tổng kết là phải không? Tổng kết này đọc sao? Tổng kết là này còn cái này Trần Văn Thọ 2 triệu nữa nè. 2 triệu nữa rồi. Rồi tổng cái số tiền thì cô nhận của Mạnh Thường Quân
hôm nay là tổng kết là 208.600.000 đồng. Ừ. Đó là tổng kết các mình gửi cho cô từ hồi tháng 11 ngày 24 tháng 11 tới bây giờ rồi cô mới phát quà Tết. À vậy ha. Ừ. Ừ. Rồi đây là cái số quà là 650 phần, còn những cái gạo mà cô cho 1 tấn 2 tấn là cũng trong đây luôn, nhưng mà cô là không có đặt đây, bị gì mình cho đó là bữa mình đặt rồi. À, thì nói chung là các mạnh quân gửi cho cô hôm nay đó. Đây là cô mình đọc tổng cũng quá cho được 650 phần và 3 tấn rưỡi gạo. Ừ. Thì các mạnh quân gửi cho cô hôm nay là tổng kết cuối năm luôn, thì cô cho đến ngày 28 là xong. Dạ. Vâng, thưa quý vị, mời cô Năm tiếp. Thì bây giờ mình cũng đọc cái tịnh tài đã xong rồi, thì cũng báo cáo với mạnh thường quân xong rồi, thì hôm nay là mình cũng tiếp tục phát đi. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. À. Thì giờ đây để liên tục chương trình phát quà hôm nay thì mong bà con mình cũng thông cảm, tại vì hổm gài không có thời gian để báo cáo kết quả tịnh tài. Bữa nay mình dồn cuối năm đọc tập thể hết lượt, thành ra hơi lâu. Thành ra bà con mình cũng thông cảm ha. Giờ đây liên tục chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu ông Ngô Thanh Dũng, ủy viên thường trực của mặt trận thị xã Tịnh Biên, sẽ đại diện địa phương của thị xã có vài lời phát biểu nhân buổi phát quà này. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa cô Năm, Dự Năm, kính thưa sư huynh Thanh Hòa, kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Yến Nhi, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã An Long, kính thưa bà con, thì trước hết thì cũng thay mặt cho ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Tịnh Biên xin tri ân những tấm lòng vàng của các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã ủng hộ cho địa phương để chăm lo nghèo hộ gia đình khó khăn trên địa bàn thị xã Tịnh Biên. Để thì cũng báo với quý vị thì được tiếp cận cái nguồn quà hỗ trợ này thì cũng thông qua chủ quân quà cô Năm cũng đồng hành cùng với chính quyền địa phương góp một phần công sức để chăm lo cho bà con mình khó khăn trong cái dịp Tết này. Thì với cái tấm lòng đó thì phần quà thì nhìn chung thì giá trị nó không lớn về mặt là vật chất, còn về tinh thần thì nó thể hiện cái tính nhân văn, là nó rất là quý, thể hiện cái tình thương yêu đầm bọc giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống này, trong cuộc sống khó khăn hôm nay. Thì trước khi dứt lời cũng thay mặt cho nhân dân của xã An Nông và trên địa bàn nói riêng, trên địa bàn xã nói chung thì cũng chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, đặc biệt là cô Năm là chú quân Thanh Hòa và muốn gì mà quân một năm mới được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, để tiếp tục là cùng với địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã. Vâng, vừa qua ông Ngô Thanh Dũng đại diện thì do mặt trận thị xã có vài lời phát biểu chân tình và chí nghĩa, và giờ đây liên tục chương trình xin trân trọng kính giới thiệu cô Nguyễn Thị Trúc Nguyễn Thị Yến Nhi đại diện cho mặt trận của xã An Nông có vài lời phát biểu tri ân công đức lành cùng mạnh thường quân. Xin mời cô. Kính thưa ông Ngô Thanh Dũng, ủy viên thường trực ủy ban mặt trận thị xã, kính thưa cô Năm, Dự Năm, kính thưa thầy Thanh Hòa cùng quý mạnh thường quân của đoàn, và kính thưa toàn thể bà con, thì cũng thay mặt chính quyền địa phương chân thành cảm ơn chỗ cô Năm, Dự Năm và thầy Thanh Hòa đã hỗ trợ cho bà con trên địa bàn xã An Nông những phần quà rất là thiết thực nhân dịp tới đến xuân về. Thì cũng hy vọng là trong thời gian tới những cái tấm lòng này sẽ tiếp tục được phát huy để cho địa phương có thể nào tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Thì cũng trước thềm năm mới xin kính chúc quý mạnh thường quân năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin hết. Con xin chân thành cảm ơn cô Yến Nhi đại diện cho địa phương của xã An Nông. Thưa quý vị, thì rõ ràng như chúng ta đã biết trong cái tình hình năm nay rất là khó khăn, và đặc biệt nhất thì bà con mình trong cái địa bàn của cái vùng sâu vùng xa thuộc giáp với biên giới Campuchia, thì cuộc sống quanh năm phải nói là một cái điều rất là khó khăn. Tuy nhiên thì nhân dịp tới đến xuân về thì bà con mình lưu ý có một điều rất là quan trọng để rồi góp phần cùng với chính quyền địa phương, đừng có tham gia tất cả những cái tệ nạn trong xã hội, chẳng hạn như rượu chè, cờ bạc, rồi là đánh bài ha, rồi là nhất là các em trẻ, mình khuyên các con em mình nó đừng có lạng xe, là đua xe lạng lách để làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông, mọi mặt góp phần cho chính quyền địa phương. Và đặc biệt nhất là trong những ngày xuân thì chúng ta ở nhà ăn hiền ở lành, lo niệm Phật để cho cái gia đình gia quyến mình được yên bình và tốt đẹp. Bà con mình hoan hỷ đồng ý không ? Rồi xin chân thành cảm ơn, và cuối lời cũng xin chân thành cảm ơn các ban ngành đoàn thể của thị xã, như anh Dũng, chú Hải,
cô Nhi cũng đã tổ chức sắp xếp chương trình phát quà hết sức là thành công và tốt đẹp. Nhân dịp sắp đến xin về xin chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi tốt đẹp. Chúc chủ quý vị năm mới sức khỏe, an lạc và thành công trong mọi lĩnh vực của chính mình. Và cuối lời thì cũng xin thành tâm nguyện cầu ân trên hồng ân tam bảo của Đức Phật Đức Thầy, chăm quan chư vị sinh thần năm non bảy núi từ bi gia trì chiếu diệu giao hộ cho toàn thể các vị mạnh thường quân. Năm mới Giáp Thìn 2024 hưởng một cái mùa xuân thanh bình, an lạc, sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc, làm ăn luôn được phát đạt, để tiếp tục đồng hành cùng với cô Năm trong năm mới để phát huy cái giá trị đạo lý từ bi hỷ xã của nhà Phật, để tiếp tục bố thí làm lành, tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả, hồi hướng công đức lành này cho cửa quyền thác tổ của các vị mạnh thường quân. Phụ mẫu tại đường được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương thành tâm hồi hướng công đức lành này cho khắp cả pháp giới chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong mười phương pháp giới được nương theo công đức bố thí làm lành này mà hết khổ được vui, hiện tại được an lạc và mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quá hưởng công niệm Phật rất yên lành. Cuối lời kính chúc tất cả bà con cô bác mình nhận quà hôm nay nhận một cái phần quà yêu thương từ bà con mạnh thường quân về nhà lo làm ăn chân chất và lo tu hiền chân chất, thì từ từ chúng ta sẽ thoát nghèo và chúng ta sẽ vươn lên trong cuộc sống và sang năm mới sẽ giàu lên luôn ha bà con mình. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị. Giờ đây tiếp theo chương trình là phần phát quà, thì mời năm vị lên đây đại diện chụp hình tiêu biểu. Con chụp cái tấm nào năm người lớn tuổi xấu quá không bây giờ con chụp con coi liền, đừng có để nhiều quá tao sẽ không nổi. Năm vị lớn tuổi nha, rồi cảm ơn nhiều. 3, 4, 5 rồi đủ rồi đó, rồi xích qua đây không? Rồi. Rồi. Rồi ha, cảm ơn rồi. Nam mô Đà Phật, mời quý vị mình niệm Phật ha, niệm một câu Phật hiệu để cho cuộc sống bình yên ha. Rồi, Nam mô Đà Phật. Rồi bây giờ bên bộ phận của mấy anh em thanh niên thì bốc ba cái gạo mì để lên bàn ha, để lên bàn đây đi. Thì cô Yến Nhi thu phiếu ha, từng người một xếp hàng một vô đây. Rồi, bắt đầu nhận quà. Nè, xếp thành hàng một vô. Vô này. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Thành hàng qua. Xếp thành từ hàng một vô, thứ tự vô cho nó đẹp ha. Rồi tiến ra ngoài luôn. Nè, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hai đứa nhỏ Quỳnh Anh ơi, qua ôm cho hai đứa nhỏ rồi coi hai đứa. Bưng tiếp đi. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Hai phần cho một phần. Hai đứa nhỏ hai phần. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn nhiều nghe. Thêm phần nữa hả? Rồi, bưng tiếp luôn đi. Để ra đây luôn đi. Rồi, lãnh lên đó luôn đi rồi. Có phiếu rồi, lãnh đi nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ai đạo Chúa thì cứ amen ha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi gánh luôn. Còn phần luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật coi. Nam mô Phật. Ừ. Niệm lớn lên. Rồi còn ai nữa lãnh luôn. Kết thúc video. Rồi, kết thúc Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, như vậy thì vừa qua đoàn cũng kết hợp với địa phương cấp phát 50 phần quà. Phải nói là bà con dân nghèo năm nay cũng rất là vui mừng, rất là ấm áp được một cái phần quà 10 kg gạo. Năm nay phải nói là gạo nó gia tăng, nó mắc. Theo như thường thường có 11, 12, năm nay nó tới 17 quý vị. Quá giá phải nói là cao. Thì được cái phần quà mà 10 cái gạo với một thùng mì với một bọc nhu yếu phẩm này là coi như là cái mùa xuân là phải nói là ấm áp rồi. Hạnh phúc cho cái nhà nghèo rồi quý vị.
Thì giờ đây thì kết thúc cái chương trình video hôm nay, thì tại nơi cái địa bàn của xã An Nông là một cái nơi khu vực mà giáp với biên giới Campuchia. Ở phía trước mặt của chúng tôi đó là cái kinh Vĩnh Tế, là cũng là giáp ranh với biên giới luôn quý vị. Đây thuộc là thuộc vùng sâu và vùng xa luôn, giáp với biên giới bạn, cho nên đây là một cái việc làm cái nghĩa cử hết sức là cao, hết sức là tuyệt vời. Cho nên chúng tôi rất là tri ân cái tinh thần tấm lòng cao quý của các nhà mạnh thường quân suốt một năm qua đã đồng hành cùng của dưới cô Năm, nào là thực hiện được 50 căn nhà trong toàn tỉnh, trong khu vực của tỉnh, rồi đó là các phát quà thì liên tục, rồi đó là các nhà phát quà phát của Bạc Hà, rồi đó là phóng sanh. Sắp tới đây ngày 29 thì chúng tôi cùng đồng hành với cô Năm để phóng sanh số lượng cá để cuối năm hồi hướng công đức lành cho các mạnh thường quân. Và giờ đây thì cuối cái chương trình video này thì chúng tôi rất là cảm động sâu xa. Các ban ngành đoàn thể đã rất là nhiệt tình để rồi đồng hành cùng thực hiện cái chương trình phát quà hết sức là thành công và tốt đẹp. Vậy thì cuối chương trình này xin mời cô Năm có vài lời phát biểu kết thúc ạ. Nam Mô Di Đà Phật. Thì hôm nay buổi phát quà đây là điểm thứ hai, cũng kết thúc vào buổi sáng. Thì đoàn của cô Năm còn đi tiếp tục qua bên xã Núi Voi. Thì hôm nay đến đây kết thúc, cũng cảm ơn các mạnh thường quân. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn Dương Cầm 68, cảm ơn Phú An Giang, hai ông bạn đã đồng hành trong cái công tác thiện nguyện, nhờ kinh hai cái kinh này mà coi như là được là nhiều cái niềm vui cho bà con trong cái mùa xuân năm nay. Bà con mình xa gần cũng gắng cố gắng ủng hộ kinh của hai ông bạn Dương Cầm 68 và Phú An Giang ha. Mà nếu mà không có hai kinh này là các bạn luôn không biết, không biết cô luôn, đúng không? Ừ, phải có nhờ kinh gặp mới ra trong cái mới ra sông lớn thì mới được làm chuyện lớn. Rồi, xin chào, thành cảm ơn. Đến đây là phát quà Tết, Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Thì thay mặt địa phương hôm nay thì xin trân trọng giới thiệu về phía mạnh thường quân. Xin giới thiệu cô Năm và Dưỡng Năm, có tên là Nhất Nương, ở xã Núi Tô, huyện Chi Tôn, đề nghị chúng ta quan nghênh. Đến tham dự còn có thầy Đặng Thanh Hòa, là cũng một mạnh thường quân ở phường An Phú của thị xã Tịnh Biên. Thầy Hòa cũng là cầu nối giữa cô Năm với các cái đoàn mạnh thường quân đến hỗ trợ cho địa phương chúng ta trong thời gian qua. Về phía địa phương thì xin giới thiệu ông Ngô Thanh Dũng, ủy viên thường trực mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tịnh Biên, để đi vào buổi phát quà thì xin kính mời thầy Đặng Thanh Hòa có đôi lời phát biểu với bà con. Mời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Kính đến anh Ngô Thanh Dũng, đại diện ủy viên mặt trận của thị xã Tịnh Biên. Kính đến anh Vinh, đại diện cho chủ tịch mặt trận của phường Núi Voi. Thưa cô Dưỡng Năm, đại diện cho các nhà mạnh thường quân. Kính đến toàn thể quý cô bác, chú quý vị kính mến. Hôm nay cũng vào ngày 25 tháng Chạp niên Quý Mão, thì còn mấy ngày nữa chúng ta chuẩn bị đón một cái mùa xuân năm mới Giáp Thìn 2024. Thì như chúng ta đã biết, trong cái tình hình năm nay phải nói là một cái năm cực kỳ khó khăn đối với tất cả bà con mạnh thường quân cũng như những cái nhà doanh nghiệp làm ăn rất là cực kỳ khó khăn. Nào là công nhân thì thất nghiệp, bà con thì thất mùa, và nhất là tình hình thế giới cũng gặp rất là nhiều những cái sự kiện khó, nào là động đất, nào là sóng thần, nào là dịch bệnh, ảnh hưởng rất là nhiều đến với cái đời sống của bà con nhân dân. Chẳng hạn như một số nước thì ảnh hưởng thời tiết, tức là cái băng tiết rất là lạnh, cực kỳ lạnh, quý vị làm ăn cũng rất khó khăn. Mà đặc biệt nhất thì hôm nay trong cái đất nước Việt Nam của chúng ta hưởng ứng theo cái Tết dân tộc cổ truyền, trên cái tinh thần gọi là một nắm khi đói bằng một gói khi no của Ti Tơ Tóc Mà Nghĩa Sâu Nghìn Vàng, lúc nào cũng thực hiện trong cái tinh thần tương thân tương ái, thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào cái con đường thiện nguyện tốt đẹp. Chính vì thế mà năm nay thì phải nói là chúng tôi rất là tán thán cái tinh thần cao quý của các nhà mạnh thường quân,
trong và ngoài nước, mặc dù là gián tiếp chia sẻ gửi về những cái phần quà yêu thương bằng những cái tịnh tài, tức là chuyển khoản về cho cô Năm Nhất Nương, và cô Năm cũng bằng cái tâm lành, cái lòng thiện nguyện quyết thực hiện bằng cái tinh thần an sinh xã hội, tức là góp thành những phần quà trong cái mùa xuân năm nay trên 700 phần quà. Thường hàng năm thì cái công tác tổ chức từ thiện thì năm nay phải nói là một cái điều mà cô Năm cũng cố gắng phấn đấu quyết liệt, trong một năm mà thực hiện 50 căn nhà từ thiện sát kiềm chế, rồi là phát quà thì liên tục cho bà con nghèo, rồi là phát của bạc hà phóng sanh, và nhất là năm nay cuối Tết đến xuân về đem đến nhiều cái niềm vui cho bà con trong cái mùa xuân Giáp Thìn năm mới. Thì rất mong tất cả bà con mình vui xuân trong cái tinh thần gọi là tiết kiệm, và chúng ta cố gắng góp phần bảo vệ an ninh trật tự của địa phương, đừng có tham gia những cái tệ nạn chẳng hạn như là đá gà, cờ bạc, rượu chè, nhất là cái tình trạng mà tuổi trẻ con em của mình đó quý vị tham gia những cái tệ nạn như là xì ke, ma túy, hút chích. Như chúng tôi nắm bắt được cái tình hình chung đó, cách chừng ít tháng là chúng tôi có xuống với trung tâm cai nghiện của Lương An Trà để phát quà, để khích lệ cho các em. Tuy nhiên thì thời điểm nay đó, gần cả ngàn em bị xì ke, ma túy, hút chích, nó ảnh hưởng rất nặng. Thời điểm trước thì chừng 300, 400 mà bây giờ nó đã quá tải rồi. Cho nên đó cũng là một cái tệ nạn của xã hội, cho nên rất mong tất cả bà con cô bác mình hãy cảnh tỉnh, nhắc nhở các con em, và nhất là chúng ta làm cha mẹ là phải làm gương, thực hiện đúng cái nề nếp gia giáo lễ nghĩa đạo đức cổ truyền dân tộc của Việt Nam ta, thì được như vậy gia đình chúng ta mới hạnh phúc, xã hội mới an ninh trật tự, và quê hương của chúng ta mới lành mạnh và văn hóa. Thì bây giờ hôm nay nhân dịp Tết đến xuân về, chúng tôi rất là cảm kính tới tinh thần của các ban ngành đoàn thể của phường Núi Voi đã tạo điều kiện thuận lợi tốt đẹp để cho cái chương trình cấp phát quà hôm nay được diễn ra hết sức trang nghiêm, hết sức thành công và tốt đẹp. Và cũng không quên chân thành cảm ơn cô Năm Nhất Nương, mặc dù tuổi già rất cao, sức khỏe rất yếu, nhưng mà cũng phải luôn liên tục để rồi là đồng hành cấp phát quà tận nơi, trao tận tay cho bà con, để đem đến cái công việc xác thực hơn, để tạo một cái công việc thiện nguyện cho bà con mạnh thường quân trong và ngoài nước, lấy đó làm cái niềm tin, làm cái động lực để khích lệ tinh thần. Và sau cùng thì chúc cho tất cả bà con cô bác mình có mặt hôm nay nhận quà yêu thương này về nhà, chúng ta hưởng một cái mùa xuân thanh bình, an lạc, tiết kiệm, vui vẻ, và sang năm mới chúng ta sẽ làm ăn phơi phới, phát triển, giàu lên, thoát nghèo. Bà con mình đồng ý không ạ? Sau cùng cũng thành tâm cầu ăn trên, hồng ăn tam bảo, quỳnh đức phật, đức thầy, trăm quan, chư vị sơn thần, năm non bãi núi, từ bi gia trì chiếu diệu gia hộ cho các vị mạnh thường quân năm mới luôn được sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc, làm ăn luôn được phát đạt, và để phát tâm lành tiếp tục bố thí làm lành đồng hành cùng với cô Năm, để tinh tấn bố thí làm lành tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả, hồi hướng công đức lành này cho cửu quyền thất tổ, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, thành tâm hồi hướng công đức bố thí làm lành này hướng về cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong 10 phương pháp giới được đương theo công đức bố thí làm lành này mà hết khổ được vui, hiện tại được an lạc và mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Lễ phép kính chào và tri ân hết tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn anh Vinh ha. Và để liên tục theo chương trình hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu cô Năm Nhất Nương, đại diện cho các nhà mạnh thường quân sẽ đến đây có vài lời phát biểu và thăm lơm sức khỏe chúc Tết bà con mình nhân cái dịp Tết đến xuân về và cái nhân cái dịp phát quà này. Xin mời quý vị cho chào pháo đây. Cô Năm lùng quá phải xuống rồi. Hồ Di Đà Phật. Rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay cô cũng kính chúc bà con ở trong cái phường Núi Voi của mình đến cũng rất đông đủ. Thì sao cô sẽ là để cô Dâu tiếp nối với mạnh thường quân của cô. Thì hôm nay là ngày 25 tháng 12 âm lịch, thì cũng còn 5 ngày nữa Tết. Thì hôm nay cô cũng xin là các mạnh quân cũng coi cái clip này để cô phát quà, cũng còn vài ba ngày nữa là xong. Hôm nay là sáng giờ cô phát 3 điểm. Điểm này điểm thứ 3, đúng không? Đúng rồi. Ăn cư, ăn năm là phường Núi Voi.
Thì bây giờ á, thì hôm nay cô cũng không biết nói gì, những gì Thanh Hòa đã nói hết rồi, cũng chúc cho bà con và các mạnh thường quân của cô rồi. Thì bây giờ cô xin á, là nói lên để cho các mạnh thường quân có cái tinh thần sau này. Cô chúc cho mạnh thường quân trong cái năm cũ này bước qua năm mới làm ăn thịnh vượng, khang trang, có tiền, để cùng cô làm nhịp cầu yêu thương để gửi về cho Việt Nam mình, để cô tiếp nối con đường thiện nguyện của cô và cùng Thanh Hòa với Phú An Giang với Dương Cầm. Thì cô mong là bà con trong nước và ngoài nước, các mạnh thường quân của cô là cũng có cái tinh thần ủng hộ cho Việt Nam mình. Cô thì rất là nhiều mạnh thường quân ở nước ngoài, ngoài bà con người ta làm tuy gần cực khổ nhưng mà cái đồng thì hôm nay cô cũng chúc cho bà con các mạnh thường quân của cô trong nước và ngoài nước, hôm nay là gần sắp tới cái năm mới rồi, thì các mạnh thường quân cũng nói chung là ủng hộ cô cũng là hai năm qua rồi, vừa cắt nhà, vừa phát quà cho bà con, vừa là phóng sanh, thì các mạnh thường quân cũng tin tưởng cô, cũng gửi tiền cho cô làm những việc thiện, thiện nguyện. Thì cô là một nhịp cầu yêu thương để các mạnh thường quân gửi về cho cô, thì cô làm, thì người có của người có công, cô cũng giúp cho bà con mình trong nước Việt Nam mình. Mà nói riêng về đó là cái phường là thị xã Tịnh Biên mình á là rất là nhiều, tại vì là trong cái phường, trong cái thị xã Tịnh Biên là cô cấp rất là nhiều trong các xã An Cư nè, An Nông nè, Phú Voi nè, An Phú nè, rất là nhiều. Thì trong cái tỉnh An Giang mình là cô là giúp cho ba huyện, huyện Thoại Sơn là phường thị xã Tịnh Biên, cái lộn hoài bị nói huyện cho nó vậy huyện Tịnh Biên rồi huyện Thoại Sơn là huyện Chi Tôm, điều cô cũng có lo cho bà con những cái mảnh đời khó khăn, trong khi lớn tuổi không có tiền để cất nhà ở thì cô cũng lo được cho bà con những cái phần đó. Rồi là khi thì các mạnh thường quân gửi cho cô về thì cũng tháng 7 tháng giêng cô cũng có cho quà bà con, nhưng mà phần ít hơn là Tết. Thì là coi như là cô cũng giúp trong các tỉnh An Giang mình nói chung là mấy huyện. Thì hôm nay một lần nữa cô chúc cho mạnh thường quân của cô trong nước và ngoài nước đều làm ăn tiền vô như nước, để tiếp tục đồng hành cùng cô những năm tới đây là cái năm Nhâm Thìn năm nay hả, Giáp Thìn thì cô cũng mong là các mạnh thường quân của cô đồng hành cùng cô tiếp tục, khi nào cô không còn đi nổi nữa là cô ở nhà đó. Nên là hôm nay thì cô thấy bà con ở trong cái phường Núi Do mình cũng đến đây đầy đủ, cô cũng rất là vui. Thì bây giờ coi như là cô chúc mạnh thường quân cô trước, rồi sau bà con nhận cái phần quà này rồi về tuy rằng nó nhỏ nhưng mà cái tấm lòng đầy yêu thương, một bịch gạo, một thùng mì nó không có bao nhiêu, nhưng mà nhận ra đây lòng thành của các mạnh thường quân của cô từ phương xa gửi về, cô cũng mong bà con cũng là vui, cũng hồi hướng những cái lời cho mạnh thường quân của cô, để mà mạnh thường quân của cô mới vui, vui thì làm có tiền thì mới gửi về cho cô mới làm nữa đó. Thì hôm nay tuy gàn quất mà lòng nhiều, tấm lòng từ phương xa gửi về cho mình, thì cô cũng rất là cảm động các mạnh thường quân của cô trong mấy năm qua đó. Thì hôm nay cuối lời thì cô chúc cho bà con gắng niệm Phật, niệm Phật nhiều, làm lành làm hiền nhé, để mình cũng không còn bao lâu như mấy cụ già này nè, không còn bao lâu thì mình còn lại cái tuổi già của mình, mình gán niệm Phật, đi đứng nằm ngồi sáu chữ Di Đà cứ vậy thôi, chứ không có gì, bị gì già đâu làm được có tiền mà để làm phước, thì mình chỉ niệm Phật. Thì cô mong là các bà con trong hội trường này gán niệm Phật cho nhiều đó, thì cô chúc cho bà con trên con đường tu tập có hiểu biết và niệm Phật. Nam Mô Di Đà Phật, thì cô xin hết lời. Xin cảm ơn Phật.
dụng của Công Nam và thầy Hòa. Thì xin cảm ơn Công Nam cùng quý mạnh thường quân trong thời gian qua đã ủng hộ Công Nam để là đem những cái ngôi nhà, những phần quà đến cho những bà con nghèo khó khăn. Thì hôm nay thì được trao quà cho bà con nghèo, thì thay mặt các quỹ chính quyền địa phương xin nói thì cô Năm cùng những mạnh thường quân mọi công việc thì bà con làm ăn thắng lợi, đạt nhiều cái kết quả được tốt hơn, công ty xí nghiệp ngày càng phát triển để có nhiều quỹ đóng góp của xã hội cô Năm trên chúng tới làm công tác hội thiện hơn nữa. Chúc cô Năm nhiều bà năm mới nhiều sức khỏe. Nhân của hôm nay thì chúc bà con hôm nay nhận được một bà con năm thì về giáo dục con cháu làm sao chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, hạn chế tham gia các tệ nạn xã hội để cùng nhau nỗ ý chí phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn thoát nghèo, giúp bà con được một mùa xuân an lành và hạnh phúc. Bây giờ các bà nhé. Cô lên. Thay mặt địa phương thì chào cô một cái giấy tờ lạ. Thiếu rồi, quên rồi. Vô. Dạ. Vô luôn anh Dũng nhé. Bên kia thầy. Quên. Bên kia quên. Thầy Dũng vô bốn người vô. Dạ. Dạ. Quên. Dạ. Rồi, xong. Cô giúp ảnh kìa, dẫn giúp ảnh chụp hình xong chưa? Mời năm vị lớn tuổi. Trước tiên là mời năm vị lớn tuổi lên trước để chụp hình tiêu biểu. Dạ. Theo quý vị. Để lại bàn rồi, kỷ niệm đây. Anh Hòa, hỗ trợ thiếu chú Phúc ơi. Người già. Lên đi, người già lớn tuổi lên trước. Người lớn tuổi đi, chụp một tấm để... Lớn tuổi lên. Thu Hiểu lên đây, già lên gạch chú hết mấy. Đứng ở dưới đi cô, đứng ở dưới nè. Mới có 4 mà 5 đủ rồi đó. Rồi ok, lên luôn đây nè, lên xuống anh Vinh. Mình đứng này đi. Rồi, nhận quà đi. Rồi, chú ra đây đi. Đó, để tôi đưa. Rồi bộ phận mấy anh em bốc hàng lên. Bốc hàng lên, đẩy lên trên bàn. Ba người. Rồi lần lượt cho từng người lên đi cô. Anh đây này ha. Tôi bưng hết. Nhớ vậy đó. Nhanh vậy thôi. Ta đi hết rồi mình hãy để. Ta có công chuyện chút. Ta tắt máy. Nó bà anh chút. Cái này tôi nhiệt tiền được rồi. Cho bà con mình tiến hành lên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đứng đó đó cho ta đi ra. Ừ. Để này trước. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Đi vô đây luôn, không cho ta đi ra chơi dễ. Đi tới ra luôn. Rồi đúng rồi đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đứa mì nước không đủ sao? Ba đứa ba cái mà không đủ thôi. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Từ từ thôi, mình chậm nhanh nó bưng cho kịp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, bà con niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhận một phần niệm Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật một tiếng tiêu diệt hằng xa nha. Nam mô A Di Đà Phật đơn giản. Nam mô A Di Đà Phật. Tiêu nghiệp hằng xa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Từ từ có chân à bà con, có chân nè. Thấy đây nè. Nam mô A Di Đà Phật. Thấy qua đây. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Quá dữ rồi. Nam mô Di Đà Phật. 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 Sao mà thấy mơ sao mà khoảng 3 triệu ạ? Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Rồi lụm lụm mô Phật. Rồi Nam mô Di Đà Phật. Qua đây rồi. Tiểu là bà ơi, đắp cho bà ơi. Thực rồi chúc bà con ăn Tết vui vẻ. Thực phẩm đâu hết trơn, thực phẩm đây. Vừa đủ rồi. Đâu còn nhấc nữa gạo bà. Rồi sao kỳ trời. Con miêu con rắn nhấc bà đúng Nam mô rồi mà. Rồi kiểm soát rồi đủ mà. Hả? Đủ số quân mà. Không mày dư làm gì mày dư. Cái này 5 bịch gạo, 5 bịch gạo. Năm bịch gạo không mày, thiếu thiếu rồi. Nhưng mà thiếu. Còn đó 5 tờ. Đó. Có ngoài kia. Này dư gạo. Kiểm thiếu lại để kiểm thiếu lại. Kiểm thiếu lại. Ném mì xuống để lên. Ném mì xuống một bịch. Rồi để lên. Để bịch gạo lên. À 5 bây giờ là để bịch gạo lên. Ừ. Còn có thiếu nhiều đây nha. Kính đến quý vị mạnh thường quân, kính đến anh Dũng cũng nhân vinh đại diện cho chính quyền, đại diện cho các cơ quan ban ngành, kính đến cô Năm Dựng Năm đại diện cho nhà mạnh thường quân. Thì thưa quý vị, vừa qua chúng ta cũng đã phát 50 phần quà, bà con đến đây rất đông đủ và rất thành công, ai nấy cũng rất là phấn khởi vui mừng để đón nhận một cái phần quà quý báu, ý nghĩa, giá trị để vui trong những ngày xuân sắp đến. Và giờ đây thì cuối cái chương trình video này, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu ông Ngô Thanh Dũng sẽ có vài lời phát biểu kết thúc chia tay, kết thúc video A Di Đà Phật. Mời ông. Cũng xin thay mặt cho ban thường trực của ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên xin chân thành cảm ơn cô Năm, Dũng Năm, sư huynh Thanh Hòa và phường Núi Voi cũng tạo điều kiện để cho đoàn đến đây phát quà cho bà con nghèo trong cái dịp Tết năm 2024. Một lần nữa xin gửi lời một chút quý vị mạnh thường quân, con Năm Dũng Năm và Vương Thanh Hòa, tất cả bà con mình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, và làm phát tài tiếp tục để đồng hành cùng chính quyền tiếp tục chăm lo cho hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Biên. Cảm ơn. Dạ, tiếp theo mời cô Năm. Thì của buổi phát quà cũng kết thúc cũng mỹ mãn, cũng vui vẻ, bà con cũng nhận cái phần quà rất là vui. Thì coi như là kết thúc thì cô cũng không biết nói gì hơn, nói nhiều, nói quá nhiều. Bây giờ cô chúc cho mạnh thường quân năm mới an khang thịnh vượng, tiền vô như nước. Để có tiền tiếp tục đồng hành với cô Năm, tiếp tục đồng hành với cô. Thật ra thì đối với cái công việc thiện nguyện đó, đối với cái nhiệm vụ rất là quan trọng của cô Năm, nó cũng khó lắm, làm là phải cho đúng. Cho nên phải đọc báo cáo tịnh tài đâu đó, nếu mà chích dầu cho người ta gửi 100.000 hay là 50.000 cũng phải đọc, cũng phải báo cáo cho rõ. Đúng rồi. Kẻo mà thiếu sót một cái là coi như là mình là người tội, có lỗi nặng đối với mạnh thường quân. Cho nên đây là cái nhiệm vụ rất là khó khăn, mà cô Năm thì lớn tuổi quý vị, cho nên phải luôn đồng hành trực tiếp rồi là gián tiếp, phải luôn thực hiện cho nó hoàn thiện, cho nó đúng đắn hơn. Thôi thì cuối lời Thanh Hòa cũng xin chân thành cảm ơn anh Dũng, cảm ơn anh Vinh đã tạo điều kiện một cái chuyến, một cái lần phát quà hết sức là ý nghĩa, hết sức là thành công. Và cuối cùng cũng xin chân thành cảm ơn Dương Cầm 68 và Phú An Giang đã luôn đồng hành túc trực, đồng hành cùng với cô Năm để mà liên kết với mạnh thường quân, để thấy được những hình ảnh, những cái video, những cái việc làm thực tế mà đem đến tặng tay cho bà con nghèo, tặng nơi cho bà con khó khăn. Đây là cái việc làm thực tế. Cuối lời thì cũng xin chân thành kính chúc toàn thể quý vị mạnh thường quân năm mới luôn được sức khỏe, an lạc, làm ăn phát đạt và thành công trong mọi cái lĩnh vực. Và luôn nhớ là một cái điều quan trọng là làm ăn phát đạt, tiếp tục đồng hành cùng yêu Năm để năm mới này sẽ làm nhiều cái công tác thiện nguyện giúp ích cho đời, xã hội, cho bà con nghèo nhiều hơn nữa. Và kính chúc cho tất cả quý vị được thành công trong cuộc sống. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.